Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua hai bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một trong những cái khu vực vùng châu Mỹ Latin bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đó là xứ sở Ba Tây, nơi có các giải túc cầu và vô địch túc cầu trên thế giới. Thế nhưng người dân Ba Tây hiện nay đang xuống đường biểu tình để chống đối ông Tổng thống Bolsonaro. Và tin tức từ Brazil để cho thấy, cũng như ở tại những quốc gia khác, một là chính phủ thờ ơ với cái tiến trình đề phòng, không kêu gọi người dân mang khẩu trang, và cá nhân ông Tổng thống, trong đó Bolsonaro là một người phải chịu trách nhiệm trong những cái vụ mà chết người nhiều như thế này. Ba Tây hiện nay có hơn 12 triệu người đã nhiễm coronavirus. Số người chết hiện nay vượt quá 300.000 người, chỉ thua Hoa Kỳ mà thôi. Mà chúng ta thấy ở tại Mỹ này, vì cái vấn đề luật lệ rồi, cái sự đòi hỏi về tự do của người dân đó, người dân họ đòi hỏi cái quyền tự do, không thích mang khẩu trang, họ không có thói quen mang khẩu trang, vì thế họ cũng làm loạn. Và cái chuyện làm loạn ở Mỹ này đã khiến xảy ra cái tình trạng lây nhiễm nhất trên thế giới và số người chết cũng nhiều nhất trên thế giới. Mỹ bây giờ thì giảm, bây giờ đến phiên Brazil. Khó khăn là phần lớn người ta đổ xô đi ăn chơi, nghĩa là quý vị biết là hầu như tháng nào ở Brazil cũng có những cái lễ hội cả. Và trong thời gian qua, khi mà lễ hội lập ra, chính quyền của Bolsonaro lại không đưa ra những cái biện pháp kêu gọi người dân phong tỏa phải ở nhà, mà cứ để cho cái tình trạng mà người dân di chuyển gần gũi khắp nơi. Và càng ngày cái số người nhiễm bệnh càng cao. Đến ngày hôm nay, cái lệnh phong tỏa được đưa ra, thế nhưng cũng muộn màng. Ông Bolsonaro đã bị chỉ trích và thậm chí bị biểu tình trong thời gian qua. Mỗi khi ông xuất hiện ở đâu đều thấy có cái sự biểu tình đến đó. Và đến sáng ngày hôm nay, phóng viên ký giả tìm cách để chất vấn ông thì ông đã từ chối trả lời. Không trả lời bất cứ gì, mà hiện nay ông chỉ đang vấn kế với các cơ quan y tế. Cơ quan y tế Brazil dựa trên những cái đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu với chính quyền của Bolsonaro trong thời gian qua. Giới nghiêm phong tỏa, nghĩa là bắt mọi người mang khẩu trang. Cá nhân ông Tổng thống Bolsonaro đã từng bị COVID-19, ông hết bệnh, rồi sau đó ông là người không hề mang khẩu trang, rồi sau này khi mà hết bệnh rồi, ông vẫn không mang khẩu trang và vẫn không kêu gọi người dân nên mang khẩu trang nữa. Và những cái đó dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay Brazil đã chịu ảnh hưởng lớn như thế nào. Kế đến, chúng tôi đang đề cập đến Brazil chỉ là một trong cái khu vực vùng châu Mỹ Latin thôi. Kế đến là Bolivia cũng bị ảnh hưởng. Rồi kế bên các khu vực gần chung quanh Ba Tây cũng bị ảnh hưởng luôn. Đến độ là nhiều quốc gia hiện nay cấm cảng luôn, không cho phép người Brazil được phép rời biên giới để vào quốc gia họ. Và đó cũng là lý do năm nay Copa, giải túc cầu vùng châu Mỹ Latin, đã tổ chức ở Colombia. Colombia không mời Brazil luôn, không cho phép Brazil vào. Đó là khu vực của châu Mỹ Latin. Bây giờ bước sang cái vùng mà Đông Nam Á, rồi vùng Nam Á, trong đó có Ấn Độ và Bangladesh vân vân. Bản tin ngày hôm nay cũng cho biết cái khu vực Ấn Độ, mà đặc biệt cái vùng phía đông của Địa Trung Hải, và bao gồm khu vực miền Trung châu Âu nữa, cũng nằm trong cái khu vực mà đang bị giám sát chặt chẽ vì cái số người nhiễm bệnh tăng lên quá cao luôn, thưa quý vị. Cho nên đó là một cái vấn nạn, bởi vì họ không có thuốc ngừa. Tổ chức Y tế Thế giới trước đây cũng đã lên án cái việc mà họ không nói Hoa Kỳ, nhưng mà rõ ràng cũng chỉ trích Hoa Kỳ, bởi vì chỉ biết vơ lấy
nước Mỹ chưa có giải quyết xong làm sao có thể giúp cho thế giới được. Trong khi nước Mỹ có đến 3 công ty sản xuất vaccine mà chỉ dành cho người dân của mình thôi. Cho nên vaccine trên thế giới không có, thưa quý vị. Vì vậy đã gặp phải sự chỉ trích, nhưng mà ông Biden ngày hôm nay cũng chỉ cho biết là một khi Hoa Kỳ đã chích ngừa hết rồi, đến lúc đó mới chia sẻ. Và chia sẻ cho ai? Láng giềng của Mỹ, Canada và Mexico mà thôi, chứ còn chưa biết đến khi nào thì Hoa Kỳ mới có dư cái số thuốc chủng để chuyển sang ngoại quốc. Nhưng mà nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng chung. Đây là một nền kinh tế global economy, kinh tế toàn cầu, thưa quý vị. Một khu vực nào bị ảnh hưởng thì các khu vực đó cũng bị ảnh hưởng theo. Và nhìn qua cái thị trường chứng khoán trong các ngày qua, mình cũng thấy được chứng khoán chỉ lên tăng mạnh thực sự khi họ thấy là những cái tin tức liên quan đến làm giảm số người nhiễm bệnh tăng, đến lúc đó mới tăng đều hết tất cả mọi người mà thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào tối ngày hôm qua đó, một lực lượng lớn cảnh sát của Los Angeles với trang bị mà chống bạo động, họ đã kéo đến một cái khu vực gọi là Eco Park Lake ở trên Los Angeles, là bởi vì thứ nhất thành phố họ có cái kế hoạch là phải giải tán cái công viên này, là bởi vì trong khoảng thời gian qua đó bị người vô gia cư chiếm đóng và nó đã gây ra những cái vấn nạn ở trong thành phố. Thì từ hồi tháng Giêng đến tháng 2 đó thì người dân họ liên tục họ khiếu nại rồi họ thư kiện thành phố, bởi vì cái công viên này đó nó cũng khá rộng ở nơi này, cho nên là bị người vô gia cư lúc đầu đó là họ chỉ ngủ qua đêm ở đây, nhưng mà thành phố lúc đó cũng tạo điều kiện cho người vô gia cư, nhưng mà riết rồi đó họ kéo về nhiều và bắt đầu họ dựng lều họ ở đây luôn, thưa quý vị. Thì nó gây ra những cái vấn nạn mà người dân ở đây họ bị, đó là cướp bóc, rồi bị tấn công, rồi chưa kể là có phụ nữ bị hãm hiếp ở đây, rồi những người họ sống ở đây họ hút chích vân vân, rồi overdose, coi như là người dân họ sống ở nơi này họ nhức đầu, họ than phiền trong suốt hơn một năm qua. Cho nên là chính quyền thành phố hồi tháng 2 họ đã bỏ phiếu là sẽ cho cảnh sát vào đây để mà dẹp. Thì từ lúc đó đó, ông thị trưởng Eric Garcetti, ông nói là lúc ban đầu đó cảnh sát có đi vào khuyên nhủ thì cũng có một số họ đã rời đi rồi. Nhưng mà đến trước ngày hôm qua thì vẫn còn khoảng chừng 120 đến 150 cái lều của người ở lại. Chưa kể những người mà lúc đầu thật sự họ đi nhưng mà tối họ vẫn kéo về đây họ ngủ, cho nên là cái vấn đề nó không có giải quyết. Và ngày hôm qua cảnh sát đã phải kéo đến đây, họ quyết tâm là họ phải clear nguyên cái park này, nhưng mà họ đã đụng độ với khoảng trên 200 người biểu tình. 200 người này đó đa số là người vô gia cư, nhưng mà cũng có những người dân thường. Những người này thì họ ủng hộ cho cái việc là người vô gia cư sống ở cái nơi này, cho nên là họ kéo ra họ biểu tình với cảnh sát. Thì cái chuyện mà cảnh sát đứng đây để mà bảo vệ an ninh đó kéo dài đến khoảng 1 giờ rưỡi sáng, khi mà đa số người biểu tình họ bỏ đi thì cảnh sát mới dẹp. Thì phía thành phố họ cho biết là sáng ngày hôm nay họ sẽ tiếp tục cái việc này, cưỡng chế lôi người ra hết trong cái khu vực này, và thành phố sẽ dựng hàng rào lên và họ đóng cửa cái park này luôn. Nghĩa là người dân thường từ nay cũng không được ra vô cái park đi dạo, dắt chó hay là đạp xe đạp cũng không có được. Và họ nói rằng phải đóng cho đến khi nào mà đưa được những cái người mà vô gia cư này đến sang nơi khác, họ không có quen thói họ quay trở về cái park này nữa đó, thì có lẽ khi đó chính quyền mới mở cửa cái park này lại cho người dân sống ở khu vực xung quanh sử dụng. Ngày hôm qua, ông Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố chính thức sẽ cử bà Phó Tổng thống Kamala Harris đặc trách về vấn đề biên giới, thưa quý vị. Và tuyên bố của ông Tổng thống Joe Biden cũng hoàn toàn khác với tuyên bố của Tổng thống Trump trước đây. Ông mặc dù đề cử ai vào những cái chức vụ nào, thế nhưng đằng sau, ông vẫn là người ra quyết định. Đằng này, ông Biden tuyên bố, khi ông nói thế này, không có ai làm cái việc mà đối phó với tình trạng ở biên giới tốt hơn là bà Phó Tổng thống. Bà nói thay cho tôi và bà không cần phải kiểm tra những hành động và những lời nói đối với tôi. Đó là lời tuyên bố hoàn toàn khác dưới thời của Tổng thống Trump. Thế thì
liệu rằng Kamala Harris có đủ tư cách hoặc là vấn đề bà có cái khả năng để ứng phó với vấn đề biên giới hay không? Chúng ta sẽ nhìn qua các chuyên gia hoặc là những người chỉ trích hoặc là những người ủng hộ bà phó tổng thống trong vấn đề này. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo.